Lời Chúa ngày 26 tháng 12 năm 2020 Lễ Kính Thánh Stefano Tử Đạo Tiên Khởi Chúa ngày 26 tháng 12 năm 2020 Lễ kính Thánh Stefano Tử Đạo Tiên Khởi Trong tuần bát nhật lễ Giáng sinh Thưa anh chị em Trong một năm chúng ta có hai ngày lễ lớn Là lễ Phục sinh và lễ Giáng sinh Rồi sau đó là có tuần bát nhật Tức là 8 ngày sau ngày lễ đó Hôm nay chúng ta đang ở trong tuần Bát Nhật lễ Giáng sinh. Có nghĩa là giáo hội muốn chúng ta niềm vui Giáng sinh không chỉ dừng lại ngày 24, ngày 25, rồi sau đó tàn theo năm tháng. Nhưng muốn niềm vui ấy kéo dài suốt một tuần lễ để anh chị em có dịp chiêm ngắm chú Hải Đồng nơi máng cỏ để suy niệm về mầu nhiệm Thiên Chúa làm người để cảm nhận được lòng thương xót của Chúa được biểu lộ trong mầu nhiệm nhập, nhập thể như thế nào. Cho nên trong suốt 8 ngày sau lễ Giáng sinh là những ngày lễ mà anh chị em mình cử hành để nuôi dưỡng niềm vui Giáng sinh. Giữa những khó khăn, những thử thách, những đau buồn, ta bảo rằng là ngày vui qua mau có vạn ngày sau cái buồn thì nó kéo dài lắm mà cái niềm vui thì nó lại mau qua chính vì thế mà giáo hội mời gọi chúng ta là hãy nuôi dưỡng cái niềm vui giữa những cái đau buồn khổ đau sầu não của thế giới đặc biệt là năm nay giáng sinh trong cơn đại dịch mỗi người trong ngày 25 và đêm 24 đã cảm nhận được phần nào cái nỗi niềm của Thánh Du Xe, Đức Mẹ và Chúa Giêsu cái sự cô đơn, cái sự trống vắng, bị bỏ rơi, bị cảm thấy bị cô lập, như là những người mà đang bị cách ly, bị bỏ rơi trong bệnh viện vì không được người thân nào đến thăm. Và nếu có chết thì cũng nhắm mắt lề đời trong sự cô đơn cùng tận thậm chí là người nhà không được đến để mà đưa đến nơi ăn nghỉ cuối cùng nữa đấy anh chị em mình đang sống đang cảm nhận được điều đó và ngày hôm nay giáo hội cho mình thấy một con người đã sống mầu nhiệm giáng sinh ấy như thế nào là thánh stefano tử đạo tiên khởi cầu chúc anh chị em luôn duy trì niềm vui giáng sinh ít nhất trong suốt Tám ngày là tuần bát nhật sau lễ Giáng sinh nha. Vui lên thưa anh chị em vì Chúa đã Giáng sinh. Như bài hát chúng ta vẫn hát Chúa đã Giáng trần Hallelujah đến mặc sạc phàm Hallelujah Chúa đã sinh ra Hallelujah Chúa đã sinh ra Hallelujah Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa trong Ngày lễ thánh Stefano tự đạo thiên khởi, bài đọc 1 trong sách Công vụ Tông Đồ, chương 6 câu 8 đến câu 10, chương 7 câu 54 đến câu 60. Bài trích sách Công vụ Tông Đồ. Thời đó, ông Stefano được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điểm thiên dấu lạ lớn lao trong dân. Có những người thuộc hội đồng gọi là hội đồng của nhóm nô lệ được giải phóng gốc Kyrene và Alexandria, cùng với một số người gốc Kilikia và Asia đứng lên tranh luận với ông Stefano. Nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà thần khí đã ban cho ông. Khi nghe những lời ông nói, họ giận điên lên và nghiến răng căm thù ông Stefano. Được đầy ơn thánh thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang thiên chúa và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa, ông nói: Kìa, tôi thấy trời mở ra và con người đứng bên hữu Thiên Chúa. Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề sông vào ông, rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Saulo. Họ ném đá ông Stefano đang lúc ông cầu xin rằng lạy Chúa Giêsu xin nhận lấy hồn con rồi ông quỳ gối kêu lớn tiếng lạy chúa xin đừng chấp họ tội này nói thế rồi ông an nghỉ đó là lời chúa mấy chấm lặp lại câu đáp trong tay ngài lạy chúa con xin pho thác hồn con xin ngài nên như nuôi đa cho con chúa ẩn như thành trì đê cứu độ con nuôi đa và thành lũy bảo vệ con trinh là chúa vì danh dự Ngài xin dẫn đường chi lối cho con. Trong tay Ngài, con xin pho thác hồn con. Ngài đã cứu chuộc con lạy Chúa Trời thành tin. Được Ngài thương, con vui mừng hơn hờ vì Ngài đã đoái nhìn phận con cùng khôn. Xin giải thoát con khỏi tay địch thù, khỏi người bách hại con. Xin tòa anh tôn nhan rạng ngời trên tôi tơ Ngài đây và lấy tình thương mà cứu độ. Hallelujah, Hallelujah. Nguyện xin Chúa tuôn đồ phúc lành cho người tin vào đây nhân danh Chúa. Đức Chúa là Thượng Đế, người dại sáng trên ta. Haleluya Mình chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh mắt chương 10, câu 17 đến câu 22. Mắt theo 10, 17 đến 22. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Hãy coi chừng người đời, họ sân nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì vì trong giờ đó thiên chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì thật vậy không phải chính anh em nói mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em anh sơn độc em em sơn độc anh cho người ta giết cha sơn độc con con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền trí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong một chia sẻ gần đây, Đức Nguy George Pell là Tổng Giám Mục ở Melbourne, bên nước Úc cho biết là Giáng sinh năm nay Ngài cầu nguyện đặc biệt cho các tù nhân Và xin mọi người cũng cầu nguyện cho họ Để họ luôn sống niềm hy vọng Đức Hồng Y nói Bốn trăm lẻ bốn ngày ở trong tù Tôi không được cử hành thánh lễ Về việc rước lễ Một tuần tôi chỉ rực rước, rước một lần Do một nữ tu phụ trách tuyên úy nhà tù trao Trong ngày Giáng sinh tôi không được rước lễ Nhưng tôi có thể chúc mừng Giáng sinh cho một số lính cảnh Ngài nói thêm Trong ngày đó tôi đọc sách và xem chương trình Giáng sinh trên TV Nhưng tôi không thể nghe và nhìn thấy hai ca đoàn Trong đó có một nhóm người Việt Nam Những người ủng hộ tôi hát những bài thánh ca Giáng sinh Mà tất cả chúng ta đều yêu thích Tôi không chắc là những người khác hoặc một tù nhân nào đó có thể nghe họ hát nỗi cay đắng tăng gấp bội tiếp đến đức hồng y chia sẻ nối kết với sự tự do ngài đang được hưởng ở roma đồng thời bày tỏ nỗi buồn khi thấy quảng trường thánh phêrô trống vắng vào dịp giáng sinh do số tín hữu hành hương ít ngài nói giáng sinh này tôi nghĩ cách đặc biệt đến những người đang ở trong tù bị tách khỏi những người thân họ đang ở trong tù vì một hình phạt chính đáng hoặc bị bỏ tù vì đã đấu tranh cho tự do hoặc vì bách hại tôn giáo ngay cả trong những hệ thống tốt nhất vẫn có những tù nhân vô tội trong tù và nơi hệ thống bị thối nát hoặc ở nơi có hệ thống đàn áp hoặc bách hại có rất nhiều tù nhân vô tội đang phải đau khổ trong những ngày này khi chúng ta cầu nguyện cho hòa bình trên trái đất cho những người có thiện trí trước hết chúng ta phải cầu nguyện cho họ các tù nhân khi tô giáo đã có mặt mạnh mẽ trong thế giới phương tây nhưng khi tô giáo không phải là một tôn giáo phương tây không chỉ vì trung đông và toàn bộ bắc phi đã từng là khi tô giáo mà vì khi tô giáo được sinh ra ở phương đông hoặc ít nhất là ở trung đông quê hương của người Do Thái. Vì điều này, khi tôi hiểu chúng ta có lòng tôn kính đối với Chúa của Abraham, Isaac, Jacob và Môsê, cũng là cha của Hải Nhi giê -xu, Chúa chúng ta. Khi nhìn về quá khứ và thấy được sự phát triển tuyệt vời này với hy vọng, tất cả chúng ta đều được lễ Giáng sinh nuôi dưỡng. Chúa Giêsu được các mục đồng gần đó chào đón. Người cũng được những người tìm kiếm sự thật Các nhà chiêm tinh và triết học Các đạo sĩ Có lẽ từ Iran chào đón Bởi vì người đã cho chúng ta Một lối sống không chỉ là lý thuyết Mà chỉ những người học thức nhất Mới có thể tiếp cận được Và Đức Hồng Y kết luận Lễ Giáng sinh là ngày lễ của niềm hy vọng Cho tất cả chúng ta Với con Thiên Chúa mới sinh Ngài đã cho chúng ta thấy lần sau cùng khi mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Trên thiên đàng, nơi không có nhà tù, không có tù nhân, không có Covid. Thưa anh chị em, như chúng ta đã biết, đi Hồng Nguyễn Spell giữa một mèo bần ở bên Úc đã bị kết án oan sai, bị tố cáo là có hành vi gọi là ấu dâm. Mặc dù Đức Hồng Nguyễn đã khẳng định rất nhiều lần là Ngài hoàn toàn vô tội. Nhưng tòa án cứ kết án. Đức Hồng Y phải vào trong tù. Rồi phải sống biệt giam 404 ngày, hơn một năm trời. Như Ngài vừa mới nói, không được dân thanh lễ. Và nhất là lễ Giáng sinh cũng không được rước lễ. Thì khi Ngài ở trong tù như vậy, những người công giáo Việt Nam, nhất là người bên Úc, họ nhiều lần email hoặc liên lạc với chúng tôi và nói rằng chúng con luôn luôn sẵn sàng đi đến để mà ủng hộ đức hồng y. Rồi khi mà họ đến ủng hộ đức hồng y thì bị những người mà chống phá đức hồng y muốn tố cáo đức hồng y chống lại. Hai bên một bên thì cầm loa rồi khẩu hiệu la lối chửi bới âm mỹ cố cáo rầu nguy và thoá mạ. Còn bên này, tôi nói với anh em, đa số họ là những người trong cộng đoàn lòng chúa thương xót những người Việt Nam. Bên này cứ thinh lặng, không hề to tiếng. Lính micro đưa ảnh lòng chúa thương xót lên và lần chuỗi lòng thương xót và lần chuỗi mân côi. Cứ lần chuỗi lòng thương xót, hát thanh ca, ngợi khen cầu nguyện. Chứ không có lên tiếng để mà đấu đá lại với những người phía bên kia Những người mà tố cáo làm hại Đức Hồng Y. Cứ như thế, cứ như thế. Và cuối cùng thì chân lý đã thắng. Tòa tối cao đã tuyên bố là Đức Hồng Y hoàn toàn vô tội và Đức Hồng Y được phóng thích. Khi mà người ta kết án Đức Hồng Y thì báo chí phương tiện truyền thông làm âm mỹ lên. Nhất là những người có ác cảm với giáo hội thừa nước đục thả câu lên án Đức Giáo Hoàng, rồi Giáo Hội, rồi thành phần hàng giáo sĩ, vân vân Đem ra bao nhiêu là điều xấu xa. Và nhất là cá nhân Đức Hồng y bị tố cáo rất là nặng. Kết án đủ thứ hết. ấy thế nhưng mà khi tòa tối cao tuyên bố Đức Hồng y vô tội, thì họ lại im lìm, chẳng lên tiếng, chẳng đính chính, chẳng có nói lên tiếng nói của sự thật và nhất là cái người tố cáo vẫn được sống ngoài vòng pháp luật chẳng bị sao cả mình tố cáo người ta để cho người ta mất hết danh dự rồi bị tù đầy khổ nhục suốt 404 ngày ấy thế mà khi được tuyên bố là trạng án là vô tội thì cái người tố cáo tội lại chẳng bị sao chúng ta thấy bất công chứ không có sòng phẳng. Đáng lẽ là cái người tố cáo đó phải lên tiếng, phải trả lại danh dự và phương tiện truyền thông phải nói lên cái sự vô tội đó của Đức Hồng Y để minh oan cho Ngài. Nhưng mà người ta cứ im ỉm vậy. Thưa anh chị em, những người theo Chúa, thân phận của những người theo Chúa là như vậy. Chúng ta cũng không có lạ. Vì Chúa Yêu đã nói rất rõ trong bài tin mừng ngày hôm nay lễ kinh thánh Stefano từ đạo tin khởi là hãy coi chừng người đời họ sẽ nộp anh em cho hội đồng đánh đập anh em trong hội đường anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và cho dân ngoại khi người ta nộp anh em thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì vì trong giờ đó thiên chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì thật vậy không phải chính anh em nói mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em đức hồng y Bell đã cảm nghiệm điều đó và nhất là lời chúa trong sách tông đồ công vụ bài đọc một lễ kinh thánh stefano ta nghe rất rõ nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà thần khí đã ban cho ông tức là cho stefano người ta đứng lên tranh luận với stefano nhưng không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà thần khí đã ban cho ông khi nghe những lời ông nói họ giật điên lên và nghiến răng căm thù ông stefano ta thấy rõ ràng anh sẽ nộp em em sẽ nộp anh cho người ta giết cha sẽ nộp con con sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết vì danh thầy anh em sẽ bị mọi người thù ghét nhưng kẻ nào bền chí đến cùng cái sẽ được cứu thoát Stefano được đầy ơn thánh thần, ông đăm đăm nhìn trời và thấy vinh quang Thiên Chúa. Họ ném đá Stefano đang lúc ông cầu xin rằng, lạy Chúa Giêsu xin nhận lấy hồn con. Rồi ông quỳ gối xuống kêu lên tiếng lạy Chúa xin đừng chấp họ tội này. Thế rồi ông an nghỉ, bền đỗ đến cùng, đến giọt máu cuối cùng, đến hơi thở cuối cùng, thì được cứu thoát đó là ông được an nghỉ. Thưa anh chị em, hôm nay ngay sau lễ giáng sinh giáo hội cho chúng ta thấy một tấm gương của một người chết vì danh chú stefano vị tử đạo tiên khởi danh sinh stefano có nghĩa là vương miện vị thánh mà giáo hội tôn kính hôm nay là môn đệ đầu tiên của chúa giêsu được nhận lãnh triều thiên tử đạo thách stefano thương chị em là phó tế trong giáo hội sơ khai Chúng ta đọc thấy Ngài nơi các chương 6 và chương 7 trong sách Tông Độ Công Vụ. Trong sách này, Thánh Ký Luca thuật lại cho chúng ta biết khi những người đi theo Chúa Giêsu tiếp tục gia tăng. Thánh phê -rô và các tông đồ đã quyết định là cần có thêm những người giúp việc để săn sóc các quả phụ và những người nghèo. Vì những người nghèo và những quả phụ bị bỏ rơi và có sự phân biệt đối xử giữa giàu với nghèo. Những người giàu thì ngồi riêng ăn ngon lành, còn những người nghèo thì ngồi một xó ăn uống thiếu thốn và những quả phụ thì bị bỏ rơi. Cho nên các tông đồ quyết định là có thêm những người để giúp việc chăm sóc quả phụ và những người nghèo là các phó tế. Vì thế mà các tông đồ đã truyền chức cho 7 phó tế Stefano là một trong những vị nổi tiếng nhất qua thánh Stefano. Thiên Chúa đã làm nhiều phép lạ. Chúng ta nghe trong bài đọc một nói rằng là thời đó ông Stefano được đầy ân sủng và quyền năng đã làm những điềm thiên dấu lạ lớn lao trong dân. Tông đồ công vụ chương 6 câu 8 Ông Stefano được đầy ân sủng và quyền năng đã làm những điểm thiên dấu lạ lớn lao trong dân. Chúa ban cho những người có quyền năng để làm những điểm thiên dấu lạ đó là một sự thật hiển nhiên trong lịch sử giáo hội ghi lại rất rõ. Mà nhiều khi có nhiều người ngày hôm nay người ta không tin vào chuyện đó. Người ta cho là mê tín là dị đoan vân vân Hoặc là có những người thì lại mạo danh cho rằng là cái quyền năng đó là do mình chứ không phải là bởi Chúa Tụi mình làm được những điều này lạ này điều trừ quỷ này chữa bệnh nọ chữa bệnh kia phủ nhận quyền năng của Thiên Chúa và tôn vinh mình như là Chúa thì lại hoàn toàn sai đường rồi tất cả những gì ta có thể làm được là bởi Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã nói rất rõ không có thầy các con không thể làm gì được và nếu các con tin vào Thầy thì các con làm được như Thầy và còn hơn thế nữa. Cho nên tất cả đều phát xuất từ Thiên Chúa. Ai mà phủ nhận quyền năng của Thiên Chúa qua những người được Chúa ban cho làm những điểm thương dấu lạ là mình cũng phủ nhận Thiên Chúa. Và những người mà làm được những điểm thương dấu lạ mà lại cho mình là cái quyền năng đó thì lại cũng là người sai vì đã phủ nhận quyền năng của Thiên Chúa lấy mình làm Chúa thay vì đón nhận rằng tôi làm được mọi sự trong Đức Kitô đứng ban sức mạnh cho tôi. Tôi không thể làm gì được nếu không có Chúa. Thanh niên nói năng rất khôn ngoan và đầy tràn thánh thần. Tới nỗi nhiều người đến nghe Ngài đã trở nên môn đệ của Đức Giêsu. Các kẻ thù của giáo hội thì tức giận khi thấy Stefano thuyết giảng thành công kẻ thù Stephen, của stefano tức giận vì thấy stefano giảng thành công mà người ta không biết rằng là cái thành công ấy là nhờ stefano lãnh nhiệt từ thiên chúa quyền năng của chúa thánh thần để mà có thể mở miệng ra nói được những lời lẽ khôn ngoan như vậy nhưng mà người ta chỉ nhìn theo khía cạnh trần gian thấy ai hơn là mình ghen thấy ai nổi tiếng hơn mình là mình ghen Thế an giảng mà được nhiều người theo được người nghe là mình ghen. Người ta đứng ở lĩnh vực con người quá, lĩnh vực trần tục quá, lĩnh vực thế gian quá, ganh ghét. Trong khi đó mình làm việc tông đồ, mình đã rao giảng lời Chúa thì mình phải ở lĩnh vực thiêng liêng, lĩnh vực siêu nhiên chứ không phải là tự nhiên nữa. Tự nhiên thì tôi không thể nói được Tự nhiên tôi không thể nói được như vậy Tự nhiên tôi không dám nói như thế Nhưng quyền năng của Chúa Thánh Thần ngự trong tôi Chúa đã nói mà các con đừng lo phải nói gì Vì lúc đó Thánh Thần sẽ nói trong các con cho nên mỗi lần mà chia sẻ lời Chúa Mỗi lần mà đứng trên tòa giảng Mỗi lần mà nói với anh chị em Thì phải Chúng tôi phải cầu nguyện để xin Chúa mở môi, mở miệng con để Chúa nói cho con. Có những điều con không dám nói, không muốn nói và rất ngại nói thì Chúa cứ bắt phải nói. Còn có những cái mà mình muốn nói để mình theo cái phản ứng tự nhiên của con người thì Chúa bảo không được nói vì đó là con người nói chứ không phải thánh thần nói trong con. Thì những người mà ghen tức với Stefano vì thấy ông giảng thành công như vậy họ mới lập mưu ám hại Stefano. Họ không thể đối lại những lý lẽ khôn ngoan của Stefano. Cho nên họ mới làm cái gì thưa anh chị em? Cái trò đó bây giờ người ta cũng vẫn sử dụng lại. Mà vẫn cứ hiệu quả. Thế gì chứ. Cả ngàn năm nay rồi. Là họ sai người tố gian Stefano. Có khi họ đút lót cho người này cho anh này tí tiền cho anh kia tí tiền hoặc là họ thuê người viết bài chống đối ngày hôm nay muốn chống đối một ai đang nổi tiếng hay là mình ghen tức vì sự nổi tiếng của họ cho nên là thuê này tôi cho mày ít tiền mày lên mạng mày chửi ống cho tao này tôi cho uh, chị một ít tiền rồi chị viết bài chống ông ấy cho tôi cứ lên Facebook mà chửi thoải mái cứ đưa lên youtube mà ừ, tố cáo thoải mái cứ ném đá dấu tay cứ thọc gậy bánh xe cứ bôi nhọ bôi bác ông ấy thoải mái cho tôi tôi cho tiền và có gì tôi chịu trách nhiệm Thường chém cái trò đó ngày hôm nay người ta vẫn sử dụng đấy là sai người tố gian những người công chính những người nổi tiếng hơn mình những người này nói rằng stefano đã nói những điều quay gở chống lại Thiên Chúa. Rồi những người có quyền thì chẳng cần đi điều tra cho đúng sai. Chỉ nghe người ta tố, tố gian, không có bằng chứng. Mà cũng tin vào những cái đó, rồi vịn vào cái đó mà kết án những người khác. Kết án cái người đó, cái, kết án người vô tội đó. Dân chúng nó không biết nó tố cáo đã đành. Mà cái người có chức, có quyền thì phải có trách nhiệm điều tra cẩn thận phải hết sức là vô tư và làm theo một cái lương tâm trong sáng đừng có vì áp lực của quần chúng mà chiều theo quần chúng để kết án người vô tội cũng đừng có vì sợ áp lực của quần chúng mà làm theo mà nhất là đừng có vì cái cảm tính của mình vì thành kiến vì ghen tức vì ghen tị rồi mình cũng kết án luôn cái người mà đang nổi tiếng cái người mà bị người ta tố cáo người ta thuê cho tiền xúi dục để mà tố cáo cho nên cái người có trách nhiệm mà quyết định thì người đó phải lãnh trách nhiệm nặng hơn thì mình có quyền cái quyền quyết định của mình ảnh hưởng trên cuộc sống trên mạng sống trên danh dự trên công việc trên sự nghiệp của người khác mà mình làm sai mà mình bất công khi mình kết án thì mình sẽ chịu trách nhiệm nặng nề trước mặt Chúa Mặc dù bây giờ mình có vẻ đắc thắng Vì mình đã diệt được cái người đó Nhưng trước mặt Thiên Chúa Phải trả lẽ Trả cho đến đồng xu cuối cùng Sau đó Stefano phải đương đầu với một hội đồng các kẻ thù Không phải là một mà đánh đánh hội đồng Súng nho lại Những người mà ghen mà tức có khi họ cũng chẳng ưa gì nhau nhưng mà vì có một kẻ thù chung cho nên họ xuống lại với nhau mà để đập cái kẻ thù này cả một hội đồng nhưng Stefano không sợ hãi gì vì chính Chúa đã nói khi người ta nộp anh em thì đừng lo phải nói làm sao hay nói gì vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì vì không phải chính anh em nói mà thần khí của Cha anh em nói trong anh em cho nên kinh thánh nói rằng gương mặt của stefano giống như là gương mặt của một thiên thần không sợ hãi gì những kẻ tố cáo thì hăng lắm nhưng mà lại run sợ trước sức mạnh của thánh thần nơi stefano thánh stefano đã nói về thiên chúa tuyên xưng người là đấng cứu độ mà thiên chúa đã hứa ban và thanh niên trách mắng các kẻ thù ngài vì đã không tin vào đức Giêsu. xu Lúc ấy họ căm phẫn trỗi dậy vào nguyên rùa Stefano, nhưng Stefano ngước mắt lên trời. Thanh niên nói rằng Ngài nhìn thấy các tầng trời mở ra và Đức Giêsu đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Những người nghe Stefano nói như vậy thì không chịu nổi, bịt tai lại. và nhất định không muốn nghe một lời nào nữa. Họ kéo Stefano ra khỏi thành Jerusalem và ném đá Ngài. Thanh nhiên cầu nguyện rằng lấy Chúa Giêsu xin nhận lấy linh hồn con rồi quỳ xuống và nài xin Thiên Chúa tha thứ cho kẻ giết ngài sau khi tuyên xưng đức tin như thế vị thánh tử đạo đã tiến lên lãnh lấy phần thưởng nước trời dành sẵn cho ngài anh em sẽ bị mọi người thù ghét nhưng kẻ nào bền chí đến cùng sẽ được cứu thoát bền chí đến cùng là cho đến hơi thở cuối cùng vẫn lệnh Chúa Giêsu còn tín thác vào Chúa và nhất là lệnh Chúa xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm đó là bền trí đến cùng không hận thù không trả thù không nuôi trong lòng mình cái mối ác cảm với người mà làm hại mình cái đó sức con người không làm được. Anh chơi tôi thì tôi sẽ tìm cách chơi lại anh. Anh hại tôi thì tôi sẽ tìm cách trả thù. Ta còn nói là quân thù ai quân tử trả thù ba năm không muộn. Đã quân tử mà còn trả thù là thế nào? Còn gọi là quân tử. Thì không chứ. Mà quân tử trả thù ba năm không muộn là sao? Đã quân tử thì không trả thù. Đấy chỉ là ngụy quân tử mà thôi. Thì thưa anh chị em Chúng ta đã nhiều lần Cũng cảm nhận được điều đó Giống như Stefano Cảm nhận rằng mình là nạn nhân Của sự ganh tị, của sự ghen ghét Nạn nhân của sự nổi tiếng Nạn nhân của Người dám nói thẳng, nói thật Nạn nhân Của người dám một mình chống mafia Đức Giáo Hoàng Phan Cô Đã là nạn nhân Của những con người luôn luôn tìm mọi cách để mà kết án cho rằng là ngụy giáo hoàng là satan là đủ mọi thứ nhưng mà ngài vẫn cương quyết nói sự thật và bảo vệ sự thật nhất là bênh đỡ những người nghèo chống lại những gì là bất công và lên tiếng chống lại những người có chức có quyền mà làm hại người khác gây chiến tranh hoặc là gây ô nhiễm môi trường hoặc là đối xử bất công với người khác và chúng ta vừa mới thấy tấm gương của nguyễn Giáo spell đó ngài cũng bị như vậy và ngài cũng nói cái lời là tha thứ cho người mà đã tố cáo ngài tha thứ cho người đã kết án oan sai ngài George Bell, một chứng nhân của ngày hôm nay chứng nhân của lòng chúa thương xót và mỗi người ngày hôm nay thưa anh chị em trong niềm hân hoan mừng lễ giáng sinh ta hãy ta ơn thiên chúa vì cho mình được nên giống ngài như một con trẻ yếu đuối trong hàng bê lem Yếu đuối để mặc cho thế gian lên án, mặc cho thế gian chống đối. Những người đi theo lòng chú thương xót cũng là như thế. Cũng sẽ có kinh nghiệm như Stefano, như George Bell, như là những anh hùng từ đạo Việt Nam vậy. Sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu thoát. Đêm thanh nghe tiếng hát của thiên thần chung nhau đàn ca thánh thốt hy hoan. Anh em mình cùng nói lên cái lời đó là cho giữa hoàn cảnh như thế nào vẫn Gloria oh, in vinh danh thiên chúa trên trời bình an dưới thế cho loài người chúa thương amen nơi hang đã bi lên con thiên chúa đã bỏ cõi trời bằng lấy xác phạm hèn nên bé nhỏ như chúng ta cho cùng nguyền lời xuống dương gian để giải thoát muôn dân lầm than. Ôi cao siêu cao siêu chúa trời sai con xuống đời tình chúa, chúa dân bao dung đòi người nào ai suy thâu. Ôi hân hôn, hân hôn, tiếng đang mở cho thế chân được tinh đón vua trời đêm nay sinh xuống làm người